2022 thì trường chúng ta sẽ kết hợp với công ty cổ phần phát triển giáo dục quốc tế GA sẽ tổ chức một buổi chuyên đề giáo dục kỹ năng sống cho học sinh với chủ đề là phát triển sự tự tin. Và báo cáo viên của ngày hôm nay đó là anh Lâm Bá Tài. Toàn trường chúng ta sẽ cho nhiệt liệt hoan nghênh một tràng vỗ tay thật lớn nha. Công ty cổ phần phát triển dục quốc tế GA gửi đến quý vị đại biểu, quý thầy cô và bạn học sinh lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Rồi các bạn học sinh ơi, các bạn học sinh à, rồi các bạn ơi, tay đâu, tay đâu, mời bạn chúng ta vỗ tay một cái. Mời bạn chúng ta vỗ tay 2 cái, 1, 2, mời bạn chúng ta vỗ tay 3 cái, 1, 2, 3. Rồi bây giờ thầy sẽ thử coi là khối nào ngày hôm nay chúng ta có nhiều năng lượng hơn nhé. Thầy hô tới khối nào, các bạn sẽ hô A tới đó. Được chưa? Rồi sẵn sàng nha. Khối 1 đang ở đâu ạ? Được. Khối 2 đang ở đâu ạ? Khối 3 thì sao ạ? Và cuối cùng là khối 5 thì sao ạ? Rồi, và trong một cái buổi sáng mà không khí lạnh đã về với Sài Gòn chúng ta, và trò chơi đầu tiên giúp cho các bạn chúng ta có nhiều năng lượng hơn, làm ấm cơ thể hơn trước khi chúng ta bước vào chuyên đề. Trò chơi rất là dễ làm, rất là dễ chơi nha. Trò chơi được mang tên là hát múa nguyên âm. Rồi chưa? Rồi, trò chơi này có luật chơi như sau. Thầy sẽ bắt một bài hát rất là quen thuộc. Bài hát có tên là Trái đất này là của chúng mình. Và nhiệm vụ các bạn là chúng ta hát theo, vừa hát và vừa vỗ tay nhé. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Rồi, hãy cùng với nhau nhé. Chuẩn bị 3, 2, 1. Trái đất này 2, 3. Mùa chuông mình và bông xanh bay giữa trời xanh, màu cờ ai tiếng chiên mùa thuần âm hài hồ ơi, cùng bay nào, cho trái đất quay, cùng bay nào, cho trái đất quay. Rồi bây giờ chúng ta đã vượt qua một cái luật chơi đầu tiên rất là đơn giản. Luật chơi số 2, thầy sẽ có 5 nguyên âm trong tiếng Anh A, O, E, U, I. Và bây giờ các bạn sẽ thay lời bài hát bằng 5 nguyên âm này đúng không ạ? Rồi, bây giờ thầy sẽ làm hành động như sau. Khi mà thầy giơ cánh tay của thầy hình mái nhà thì các bạn sẽ hát là A. Còn khi mà thầy hô, thầy đưa cái tay của mình như thế này, mình sẽ hát là O. Khi mà thầy đưa sang một bên như thế này thì các bạn sẽ hát là E, được chưa? Khi tay của thầy giơ như thế này thì mình sẽ hát là U. Còn tay thầy đưa thẳng thì sẽ hát là I. Rồi sẵn sàng nha, chuẩn bị để coi con khối nào hôm nay mình giành chiến thắng nha. Trái đất này 2, 3. Trái đất này là của chúng mình. Nhiều bạn còn nhút nhát và hát chưa có đều. Nhưng khi chúng ta được luyện tập
chúng ta làm quen rồi, các bạn đã hát rất là đều và chủ động. Vậy thì chúng ta thấy rằng là sự tự tin giúp cho mình rất nhiều trong cuộc sống này. Và vậy thì sự tự tin là gì? Và chúng ta có những cách nào để rèn luyện sự tự tin? Thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại chuyên đề ngày hôm nay. Và thầy sẽ mời các bạn hướng mắt về background của chương trình. Các bạn đọc to tên chương trình ngày hôm nay. Được chưa ạ? Phát triển sự tự tin. 2, 3. Và câu chuyện đầu tiên mà thầy muốn gửi tới các bạn ngày hôm nay nha, để mình hiểu được sự tự tin là gì. Câu chuyện có tên là Ai Nhanh Nhất. Câu chuyện như sau. Vào một ngày kia, trong một khu rừng rộng lớn, có lớp học của thầy sư tử. Trong lớp học của thầy sư tử có 4 bạn học sinh: bạn thỏ, bạn rùa, bạn khỉ và bạn hải bàng. Được chưa? Rồi, hàng ngày thì thầy sư tử đã dạy cho học sinh của mình rất nhiều những cái bài về kỹ năng. Nào là kỹ năng phòng tránh cháy nổ nè, nào là kỹ năng tự làm việc của mình nè, hoặc là kỹ năng giải quyết mâu thuẫn bạn bè. Nhưng trong đó có một kỹ năng rất là đặc biệt, đó là kỹ năng phát triển sự tự tin của bản thân. Một ngày kia thầy sư tử muốn kiểm chứng sự tự tin của các bạn trong lớp, nên đã tổ chức một cuộc thi. Cuộc thi được mang tên là Ai Nhanh Nhất. Cuộc thi gồm có 3 vòng. Vòng 1 là vòng thi chạy, vòng thi thứ 2 là vòng thi bơi lội, vòng thi thứ 3 là vòng thi leo cây. Và câu chuyện bắt đầu. Đối với các bạn, ở vòng thi chạy thì con vật nào sẽ là con vật về đầu tiên à? Thô lớn lên được mà hai ba. Về đầu tiên ở vòng thi chạy. Và ngay sau đây các bạn hãy vỗ tay thật là lớn để chào đón bạn thỏ xuất hiện nào. Bạn thỏ chúng ta đã xuất hiện trên sân khấu. Và chúng ta đến với lại vòng thi thứ hai, vòng thi bơi lội. Đối với các bạn ở vòng thi bơi lội này thì con vật nào sẽ về đầu tiên ạ? Đó chính là bạn rùa. Và chúng ta vỗ tay để chờ đón bạn rùa. Và sau bạn chúng ta bước phía trước một bước nào. Và câu hỏi đầu tiên dành cho bạn thỏ như sau. Trước khi mà con biết thể lệ cuộc thi trò chơi nhanh nhất á, thì con có lo lắng không? Và con lo lắng vì điều gì? Xin mời con. Dạ, con chào thầy. Con dạ thưa thầy là trước cuộc thi á, con rất là lo. Con lo là con không có thi được, hoàn thành hết cuộc thi này. Với lại con lo là con không có đủ được cái sức khỏe với lại đủ cái thể lực để con thi á. Và sau khi con đã hoàn tất được phần thi của mình rồi, thì hiện tại con thấy bản thân mình như thế nào? Dạ thưa thầy, con đang rất là vui. Bạn ấy rất là vui, bạn ấy rất là tự tin và năng lực của mình và đã về nhất trong cuộc thi chạy. Vỗ tay đi các bạn.
Bây giờ thầy sẽ đến với lại bạn thứ hai nhé. Và xin mời con. À, bạn lùn của chúng ta rất là giỏi về bơi lội. Và trong cuộc thi này có phần thi bơi lội luôn. Vậy thì con có cảm thấy tự tin rằng con thành công hay không? Và kết quả như thế nào? Xin mời con. Dạ, con chào thầy. Con rất là tự tin về phần bơi lội của mình. Và kết quả là con đã giành giải nhất như những gì con đã dự đoán. Các bạn vỗ tay cho sự tin của bạn rùa đi ạ. À. Và chúng ta đến với lại bạn cuối cùng, bạn sĩ của chúng ta. Rồi, rồi, xin mời con. À, sự tự tin giúp các con giành chiến thắng như thế nào? Và nó giúp ích được gì cho con trong cuộc thi này? Xin mời con. Dạ, tự tin á, con rất là tự tin về khả năng leo trèo của mình, cho nên con đã chiến thắng luôn mấy bạn. Vỗ tay đi các bạn. Và câu đố tiếp theo, các bạn thấy được cho sân khấu của mình đây có bạn Thỏ, bạn Rùa và bạn Khỉ, nhưng mà mình đang thiếu đi một bạn thú. Đố các bạn, chúng ta đang thiếu con gì ạ? À, đang thiếu bạn đại bàng. Mình bắt đầu đi tìm bạn đại bàng nha. Bạn đại bàng ơi, bạn đại bàng ạ. Vấn thử bạn đại bàng nha. À, sau cuộc thi diễn ra thì thầy thấy rằng là con khá là buồn nha. Vậy thì tại sao mà con buồn như vậy? Dạ, tại con không có thắng được cuộc thi nào cả. À, bạn đại bàng nói rằng là bạn ấy không có thắng ở cuộc thi nào cả. Rồi giờ thầy sẽ hỏi tiếp nha. Ở phần thi chạy con có về được đích không? Dạ có. À, có. Ở phần thi bơi lội con có về được đích không? Dạ có. À, có luôn. Vậy thì ở phần thi leo cây con có về được đích không? Dạ có. À, có luôn. Vậy thì chúng ta thấy rằng là ba cái vòng thi vừa rồi nó không phải là sở trường của bạn đại bàng, nhưng mà bạn đại bàng vẫn về được đích và vẫn cố gắng không có bỏ cuộc. Và bạn ấy tự tin rằng bạn ấy đã làm được điều đấy. Vậy thì bạn đại bàng có giỏi không ạ? Có, vỗ tay cho bạn đại bàng đi các bạn. Thì chúng ta thấy rằng là trên sân khấu ngày hôm nay, bốn bạn thân của chúng ta ai cũng giỏi hết, ai cũng có những cái sở trường riêng của họ. Và khi họ biết được năng lực của mình, họ đã hoàn tất được phần thi nha. Dù về trước hay về sau, điều đó không quan trọng. Quan trọng là không bỏ cuộc, kiên cường cho tới cùng và hoàn tất được cái phần thi của mình. Và một lần nữa chúng ta vỗ tay thật là lớn để chúc mừng bốn bạn trên sân khấu được các bạn. Vỗ tay lớn lên nào. Rồi, xin mời các bạn chúng ta vào lại trong cánh gà mà mình lát nữa mình sẽ gặp lại họ nha. Rồi, các bạn thấy rằng là sự tự tin ha, đó là khi chúng ta tin tưởng vào khả năng, tin tưởng vào giá trị và sức mạnh của mình, để từ đó chúng ta thể hiện điều đó trước âm đồng. Vậy thì trong cuộc sống nó có rất nhiều những cái khó khăn, có rất nhiều những cái thử thách dành cho mình, nhưng mà quan trọng là các bạn phải luôn luôn như thế nào, luôn luôn tự tin vào bản thân của mình, tin rằng mình sẽ làm được, thì lúc đấy chúng ta đã nắm được 50% sự thành công rồi. Vậy thì sự tự tin nó giúp được cho mình điều gì trong cuộc sống? Hôm nay thầy sẽ có rất nhiều những cái món quà và thầy sẽ mời các bạn ta giơ tay phát biểu nha. Sự tự tin giúp mình điều gì trong cuộc sống? Rồi, thầy mời một bạn nhé. Rồi, thầy xin mời con. Theo con, sự tự tin giúp con điều gì trong cuộc sống? Con giới thiệu tên của mình, học lớp mấy và câu trả lời của mình là gì nhé. Xin mời con. Dạ thưa thầy, con tên là Bác Cương. Con học lớp 1. Rồi,
Vậy thì sự tự tin nó giúp cho con điều gì trong cuộc sống nè? Em thấy thầy là tốt. À, nó giúp cho mình tốt. Tốt là tốt như thế nào rồi mời con? Tiếp tục nha. Nó giúp cho con tốt là tốt vì điều gì? À, nó giúp cho bạn đó không có sợ hãi, giúp bạn đó tự tin và đương đầu với những cái thử thách. Vỗ tay đi các bạn. Rồi một bạn khác nha. Và khu vực xa xa kia tại sao xuống luôn. Sự tự tin giúp con điều gì trong cuộc sống, xin mời con. À, ngoài ra giúp cho con đạt được những điều gì trong cuộc sống, xin mời con tiếp tục. Ngoài vì không sợ gì cả thì con còn gặt hái được, con còn đạt được điều gì nữa? Điều tốt trong cuộc sống. À, điều tốt trong cuộc sống. Bạn ấy nói rằng là sự tự tin giúp bạn nó không có sợ hãi, đạt được những cái điều tốt. Ví dụ như là bạn ấy sẽ tự tin hơn khi giao tiếp với lại người xung quanh, được mọi người hiểu và quý mến, và từ đó bạn ấy đạt được nhiều những cái sự quý mến từ mọi người. Vỗ tay đây các bạn. Và một phần quà gửi cho con, một bạn nữa nhé. Rồi xin mời này. Xin mời con. Sự tự tin giúp con điều gì trong học tập? Dạ, giúp con có nhiều bạn, giúp con cố gắng hơn trong học tập lẫn về tinh thần. À, bạn ấy nói là bạn ấy sẽ được mọi người quý mến, bạn ấy sẽ học càng ngày càng giỏi hơn, và từ đó bạn ấy sẽ đạt được các mục tiêu mà bạn đã đặt ra, được chưa? Cố gắng. Thầy sẽ tóm gọn lại một vài ý chúng ta có thể đi nhớ. Sự tự tin giúp cho mình điều gì ạ? Thứ nhất, nó giúp cho các bạn nắm bắt được những cái cơ hội trong cuộc sống. Từ đó các bạn có thể đạt được mục tiêu mình đặt ra. Rồi chưa? Các bạn có cơ hội để mình thể hiện tài năng, thể hiện được năng lực của mình, để từ đó chúng ta được mọi người quý mến hơn. Thứ hai là chúng ta sẽ luôn luôn có được nhiều những mối quan hệ tốt, như là được thầy cô yêu quý nè, được bạn bè kính mến nè, để từ đó chúng ta có thể giao tiếp với người khác sẽ hiểu mình đang nói gì, và chính bản thân mình cũng sẽ tự tin hơn trước cộng đồng. Thứ ba là sự tin giúp cho mình trải nghiệm được cuộc sống nó một cách chủ động hơn. Ví dụ như sau, thầy đã dẫn rất nhiều học sinh của chúng ta đi tham gia những cái trò chơi team building cũng như là những cái cuộc chạy hè dài ngày, và thầy phát hiện ra được rằng là những bạn học sinh tự tin là những bạn chủ động trong mọi trò chơi, chủ động trong mọi cái kỹ năng mà bạn ấy trải nghiệm trong cái cuộc chạy đó, và tất nhiên bạn đó sẽ gặt hái được nhiều những cái bài học và trải nghiệm mọi thứ nó sẽ tốt hơn là những bạn nhút nhát, là những bạn ít giao tiếp với lại những người xung quanh. Được chưa ạ? Rõ chưa hả? Rồi, bây giờ thầy sẽ có vài câu hỏi, các bạn lắng nghe nhé. Và xem coi nếu mình đã từng làm điều đó rồi, thì các bạn ta sẽ giơ tay giúp thầy. Chuẩn bị sẵn sàng giơ tay nha. Cho thầy hỏi, câu đầu tiên, bao nhiêu bạn trong trường của mình đã từng thuyết trình hoặc là đã từng nói chuyện trước đám đông rồi? Xin mời giơ tay ạ. À, quá trời người luôn, quá trời bạn luôn. Câu thứ hai, bao nhiêu bạn trong trường của mình đã từng thể hiện năng khiếu như là ca hát nè, như là nhảy múa nè, trước thầy cô, bạn bè và gia đình rồi, giơ tay ạ. À, số lượng càng ngày càng đông. Câu hỏi số 3 thì sao? Bao nhiêu bạn trong trường của mình đã từng mạnh dạn chạy đến làm quen với những người bạn mới không chút e dè, giơ tay ạ. Rồi, quá trời nhiều luôn. Câu hỏi tiếp theo, bao nhiêu bạn trong trường của mình đã mạnh dạn liên tục giơ tay phát biểu trong lớp, giơ tay ạ. Quá nhiều luôn. Và câu hỏi cuối cùng, vậy thì bao nhiêu bạn đang ngồi trong trường chúng ta ngay bây giờ, các bạn thấy mình tự tin đâu, giơ tay lên ạ. Và để kiểm chứng sự tự tin của các bạn, thầy sẽ đưa cho bạn một cái thử thách. Thử thách được mang tên là tôi tự tin. Và để tham gia được cái hoạt động này, thầy sẽ mời 11 bạn lên trên sân khấu. Nha, bạn nào chúng ta do tay nhanh này chọn thôi. 11 bạn nha. Rồi, à, khối 5 mình ở đâu ạ? Khối 5 mình ở đâu ạ? Rồi, thầy, khối 5 thầy mời bạn. À, thầy mời bạn nam giơ tay cao nhất. Đúng rồi, bạn nam ở đó. Rồi xin mời một bạn nhé. Rồi, từ từ nha.
Rồi, thầy sẽ mời tiếp tục nha các bạn. Rồi, khối 4 các bạn ở đâu ạ? Rồi, khối 4 đúng không? Rồi, sao thầy nữ 1 nè. Rồi, mời con, ai thầy chọn ta đứng lên sân khấu nha. Rồi, mời con. Đúng rồi. Tiếp tục bạn thứ hai bạn nữ luôn. Rồi, một bạn nam đi nhờ. Một bạn nam đi. Rồi, hãy mời bạn nam. Rồi, mời con bước lên. Đó, đúng rồi, bạn nam đằng sau luôn. Bạn nam này nè, đúng rồi con lên. Rồi hai bạn. Còn bao nhiêu người rồi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có 3 mỗi đâu ạ? Có 3 đâu ạ? Có 3 đúng không? Rồi, rồi bạn nữ luôn. Và con bao nhiêu người rồi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rồi. Em còn thêm 5, 3 bạn nữa. Rồi, thầy mời bạn nam cho thầy cái đứt của bạn con. Đúng rồi. Rồi hai bạn nữa. Con đây đi. Rồi, mời bạn nam đang đeo khẩu trang do đây cao nhất cho bạn con. Rồi, một bạn cuối cùng nhé. Rồi, xin mời bạn nữ, xin mời con. Đúng rồi. Một, hai, ba, bốn, năm, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Rồi, 12 bạn luôn, không sao cả. Rồi, ngày hôm nay chúng ta có một cái thử thách tên là Tôi Tự Tin. Và thử thách này chúng ta có 12 bạn trên sân khấu. Và thầy sẽ phân tích các bạn thành 3 nhóm khác nhau. Được chưa? Và mỗi nhóm chúng ta sẽ ứng với lại một câu lạc bộ. Ngày hôm nay thầy có 3 câu lạc bộ. Câu lạc bộ làm MC nè, câu lạc bộ nhảy nè, và câu lạc bộ trình diễn thời trang. À, được chưa? Rồi bây giờ cho thầy hỏi bạn học sinh khối 5 hồi nãy và lần này. Rồi xin mời con qua đây, con sẽ tham gia câu lạc bộ làm MC nhé. Rồi, bạn rất là sẵn sàng, bỏ tay đến các bạn. Rồi, và con vô đây đứng luôn. Rồi bây giờ thầy cần 6 bạn tham gia hoạt động nhảy. Bạn nào tự tin mình nhảy đẹp, giơ tay. Rồi, mời con nha. 1, 2, con qua đây đứng. Con qua đây đứng. Rồi, mời con. Con qua đây đứng nha. Rồi, mời con. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, mời con. Rồi, một bạn nữa đi. Rồi, mời, rồi, mời con qua đây luôn. Rồi, các bạn, bạn này, bạn anh này qua đây. Như vậy, đây là câu lạc bộ nhảy. Và cuối cùng, những bạn bên đây sẽ là câu lạc bộ trình diễn thời trang. Được chưa? 2, 4, 6. Rồi, 2, 4, 5. Chúng ta thiếu đi một bạn để tham gia câu lạc bộ. À rồi, ok, 2, 4, 5. Vậy thì con bên đây luôn nhé. Con sẽ diễn thời trang nhé. Rồi, 2, 4, 6. Rồi, và mình sẽ giới thiệu luôn những huấn luyện viên của từng câu lạc bộ. Đầu tiên, câu lạc bộ làm MC chúng ta sẽ có thầy huấn luyện viên Tiến Đạt. Bỏ tay đây các bạn. Rồi, ở câu lạc bộ nhảy có huấn luyện viên Hoàng Kim, vỗ tay đi các bạn. Và cuối cùng là câu lạc bộ trình diễn thời trang chúng ta dành một sự hỗ trợ dành cho chị Thu Thương, cô Thương đây các bạn. Rồi, mình đã có 3 câu lạc bộ và các bạn sẽ vào bên trong tập luyện cùng với huấn luyện viên của mình. Sau thời gian 10 phút, các bạn sẽ bước ra lại sân khấu để trình diễn những gì mình đã chuẩn bị trước toàn trường nha. Ok chưa? Rồi, vậy ta vào bên trong cánh gà để chuẩn bị. Rồi, mời bạn ta vào bên trong nha. Rồi, và ở các bạn học sinh bên ngoài thì sao ạ? Chúng ta đang thắc mắc một vấn đề là chúng ta sẽ rèn luyện sự tự tin như thế nào. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại một trò chơi. Trò chơi được mang tên là thử tài đáng vận. Ok, và ngay sau đây, không để cho bạn ta đợi lâu, chúng ta sẽ cùng nhau chờ đón phần thi MC của bạn Nam. Được chưa ạ? Vỗ tay đi các bạn. Tôi là Võ Hoàng Long.
Đúng nhất, chúng ta sẽ nhận được một phần quà hết sức đặc biệt của chương trình. Bạn nào đồng ý với cách trên thì hãy mình xin cho một tràng vỗ tay. Câu đầu tiên, hỏi sáng thức dậy, việc đầu tiên bạn làm là gì? Câu trả lời chính xác là mở mắt. Câu tiếp theo, hiện nay mẹ 40 tuổi, con 10 tuổi, hỏi 20 năm sau mẹ hơn con bao nhiêu tuổi? Mẹ 25 tuổi. Chỉ qua 10 phút chuẩn bị mà bạn ấy đã tự tin bước ra cầm micro để thể hiện cái phần của mình trước các bạn khác, đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng là sự tự tin đầu tiên nó được thể hiện qua ngôn từ của mình, cách chúng ta nói chuyện với lại bạn khác, cách chúng ta nói chuyện với thầy cô, cách chúng ta nói chuyện với lại bố mẹ, thì từ đó chúng ta giao tiếp nhiều, chúng ta có kỹ năng và sẽ ngày càng tự tin hơn trước mọi người khác, được chưa ạ? Cố gắng nha. Rồi chúng ta cùng nhau đến với lại phần thi thứ hai, một phần thi nhảy. Và để triển khai hoạt động này, em mời các bạn chúng ta cùng nhau mình đứng lên để nhảy chung và nhảy đều không mà. Rồi 2, 3, 2, 1 đứng lên nào, chúng ta sẵn sàng nha. Chúng ta cùng nhau hướng mắt vào sân khấu, sẽ xem coi là những đen sò chúng ta nhảy như thế nào, thì chúng ta sẽ nhảy giống như vậy, được chưa ạ? Rồi sẵn sàng nha. Vỗ tay đi các bạn. Để coi khối nào nhảy đẹp nhất nha. Chúng ta cố gắng ta nhìn lên. Rồi chuẩn bị 3, 2, 1, thứ gì? Một đám chiếc cầu bạn tôi chỉ
tay đi các bạn. Rồi chúng ta sẽ đếm 3, 2, 1, mình sẽ ngồi nghe ngắn lại nha. 3, 2, 1. Và một lần nữa chúng ta vỗ tay dành cho các bạn đang sau trên sân khấu đi ạ. Vỗ tay lớn lên nào. Rồi xin mời các bạn rất là nhiều. Vì chúng ta có thể thấy được rằng là trong hoạt động vừa rồi, các bạn của chúng ta chỉ có thời gian là 10 phút thôi, nhưng các bạn đã vào và tập được một bài nhảy và thể hiện điều đó rất là tốt ở trên sân khấu. Vậy thì ngoài việc chúng ta giao tiếp thường xuyên với lại những người bạn xung quanh để từ đó chúng ta rèn được sự tự tin đó, thì mình sẽ còn gì nữa ạ? Mình phải cố gắng tham gia hoạt động tập thể chung với nhau nha. Những cái phong trào, những cái cuộc thi văn nghệ, những cái hội thi, hội thao mà nhà trường tổ chức, chúng ta tham gia tích cực để từ đó chúng ta rèn luyện cho mình sự tự tin trước mọi người. Và đặc biệt trong tiết học kỹ năng sống mà các bạn được học tại trường thì chúng ta cũng phải tham gia nhiệt tình ở trong từng hoạt động để từ đó mình rèn luyện sự tự tin qua mỗi ngày, và chúng ta sẽ thấy được chúng ta trưởng thành rất là nhiều qua cả nhận thức và cách chúng ta giao tiếp và nói chuyện với những người xung quanh. Được chưa ạ? Và ở phần thi cuối cùng chúng ta sẽ thấy được sự tự tin của các bạn người mẫu. Bao nhiêu bạn trong trường của chúng ta muốn xem trình diễn thời trang giơ tay ạ? Và chúng ta vỗ tay thật lớn để chào đón những người mẫu đến từ trường tiểu học Thành Đức đây các bạn. Xin mời. Don't stop, we're gonna make the dang go. Nhìn vào máy ảnh nha. Và tự tin lên các bạn. Rồi, xuất qua đây nè các bạn. Rồi, đứng kính và gần lại với nhau nha. Rồi, chúng ta chuẩn bị. Rồi, đợi cô phát quà xong chúng ta sẽ chụp chung với nhau tấm hình nha. Rồi, đội hình mình sang trái hai bước bước. Sang trái hai bước bước. 1, 2. Rồi, ok, chuẩn bị nha. 3, 2, 1, cờ tươi lên nè. Vỗ tay đi các bạn. Rồi, bây giờ 6 bạn của chúng ta, thầy sẽ giữ lại 2 bạn này nè để thầy phỏng vấn một tí. Rồi mà còn chúng ta bước ra ở giữa này luôn. Rồi, phỏng vấn việc như sau.
từ trước tới giờ có bao giờ con trình diễn thời trang trước các bạn toàn trường như thế này chưa? Dạ thưa thầy là chưa. À chưa. Nhưng mà sau khi con đi xong rồi, con thấy mình như thế nào? Con thấy mình tự tin hơn. À, bạn ấy rất là tự tin, bạn ấy tự tin hơn rất là nhiều. Và chúng ta thấy rằng là bạn ấy thể hiện rất tốt ở trên sân khấu. Được mà, rồi với bạn nữ mình nha. Con hỏi dành cho con như sau. À, trước khi mà con lên trên sân khấu này, con cảm thấy mình có lo lắng, có lo sợ điều gì không? À, bạn ấy không lo lắng luôn, bạn ấy cũng chẳng lo sợ luôn. Và khi mà con tập luyện xong, con ra con trình diễn, khi mọi người nhìn con thấy mình có bị áp lực hay không, hay là tự tin trên sân khấu? À, con có tự tin không? À, bạn ấy không lo sợ, bạn ấy tự tin. Vỗ tay đi các bạn. Và mình thấy rằng là trong cuộc sống, đôi khi sự thành công nó không đến từ tài năng và trí tuệ của mình, mà nó còn đến từ bản lĩnh và sự tin của mình nha, khi mình thể hiện điều đó trước mặt của mọi người. Và chúng ta rèn luyện nó qua mỗi ngày, để từ đó nó hình thành cho mình một cái thói quen nha. Gặp ai cũng bắt chuyện ha, gặp những cái cuộc thi nào cũng đăng ký tham gia. Và càng ngày chúng ta càng giao tiếp tốt hơn với lại thầy cô nè, với bạn bè nè, với lại ba mẹ của mình. Và chúng ta tham gia nhiều hoạt động, để từ đó mình rèn luyện thêm năng khiếu của mình nè, thể hiện tài năng của mình nhiều hơn trước mọi người, được chưa ạ? Vỗ tay thật lớn đi các bạn. Rồi, mời chúng ta vào trong. À, xin cảm ơn các bạn. Rồi, chúng ta thấy rằng là qua chuyên đề ngày hôm nay, các bạn đã rèn luyện được cho mình gì ạ? Thứ nhất, các bạn đã biết được tự tin là gì, cách rèn luyện sự tự tin, và từ đó chúng ta biết những cái hoạt động nào chúng ta sẽ tham gia, và cách nói chuyện nào để chúng ta có thể gây được thiện cảm với mọi người. Và mong rằng qua chuyên đề ngày hôm nay, các bạn sẽ càng ngày càng tự tin hơn, được chưa ạ? Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến ban hiệu nhà trường đã tạo mọi điều kiện cho công ty GA tổ chức chuyên đề trong buổi sáng ngày hôm nay. Và cũng xin cảm ơn quý thầy cô và bạn học sinh đã tham gia rất là tích cực và nhiệt tình trong chuyên đề ngày hôm nay. Và cuối cùng xin kính chào và hẹn gặp các bạn trong những chuyên đề tiếp theo. Vỗ tay đi các bạn. Rồi, nãy giờ các con chơi vui không? Các con muốn chơi nữa không? Không chơi nữa, nhưng mà bây giờ thời gian chúng ta không có nhiều, nên chúng ta hẹn ngừng ở đây. Thì hẹn với các con dịp khác, thì các anh chị bên GA sẽ tới sẽ sinh hoạt với con sau nữa nhé. Thay mặt ban giám hiệu nhà trường cùng các thầy cô giáo và các em học sinh, xin cảm ơn các anh chị ở bên công ty GA đã cho các em sinh hoạt một buổi rất là hay, rất là ý nghĩa, cho các em thấy được là phát triển sự tự tin là như thế nào. Và các con hãy cho các anh chị một tràng pháo tay thật lớn nào. Và sau đây nhà trường xin mời các em, chúng ta sẽ di chuyển vào trong đây để chúng ta tâm hồn nuôi nỉ nhé. Cùng với nhà trường xin mời các em.